Phong Thái Thái à, Phong Thái Thái, ta thật không ngờ cô lại có thể giở thủ đoạn hạ lưu vô liêm sỉ như vậy. Rốt cuộc cô muốn cái gì đây? Diệt trừ cái ác thì phải diệt tới cùng. Hả? Cô nói gì? Ta đang thực thi chính đạo mà thôi. Phong Thái Thái, Phong Thái Thái còn... Tốt. Bây giờ con gái đã có thể tự mình đảm đương một nhiệm vụ rồi. Người quá khen rồi, giờ phải nhanh chóng thẩm vấn cô ta. Chuyện này con không cần lo, đưa đi. Nhưng đi mà chứng cứ chưa đi rõ đâu, đi đâu? Người đưa ta đi đâu vậy? À, ơi, Phong Thái Thái, Phong Thái Thái, Phong Thái Thái, Phong Thái Thái. Nè các người có phải là... Các người nghe cho rõ, lần này lão phu đến đây để gặp một người, cốc chủ truyền kỳ cốc phó lâu. Còn về việc gì, các người không cần phải biết, đã hiểu chưa? Rõ. Trông chừng tiểu yêu nữ đó. Rõ. Đi. Nè khoan 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 khoan. Đại ca ơi, rốt cuộc các người muốn làm gì ta vậy hả? Phong trưởng môn cũng đã nói rồi, sẽ hứa gả cô cho ta, làm thiếp của ta. Ta... Ngươi còn dám lấy ta sao? Biết ta là ai hay không? Có biết ca ca của ta là ai không? Huynh ấy là Thượng quan Thu Nguyệt. Ta nói cho ngươi biết, ca ca ta mà biết chuyện này thì chắc chắn huynh ấy sẽ giết hết đám các ngươi luôn đó. Còn dám trừng mắt với ta sao? Còn trừng mắt? Nói cho người biết, ca ca ta cũng thích móc mắt người khác, tới lúc đó sẽ móc mắt người ra làm bóng da cho coi. Được rồi, ta biết rồi. Ta... Đi thôi. Ngươi còn dám đụng đến ta sao? Ta nói rồi đó, ca ca ta mà biết chuyện này nhất định sẽ chặt tay ngươi ra. Hả? Phó cốc chủ, Phó cốc chủ, lão phu đã thực hiện đúng lời hứa của mình, hy vọng cốc chủ cũng nói lời giữ lời. Phong trưởng môn làm việc đúng là nhanh nhẹn, ông tháo vát như vậy, bổn tôn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Sau này nếu như có chuyện gì, phải nhờ phong trưởng môn ông ra tay giúp đỡ rồi. Đã đưa người đến rồi, cốc chủ không thể nuốt lời. Ai trong cái gan dám nói chuyện như bổn tôn như vậy chứ? Phó cốc chủ, nếu như không giữ lời thì nữ tử này cho dù lão phu có giết cũng quyết không giao cho ngươi. Bổn tôn biết ngay là ngươi mà. Vậy thì không còn gì thú vị nữa hết. Ca ca, Tiểu Xuân Hoa muốn hại chết ca ca sao? À, không phải, ca ca.
thì ra Thượng quan Thu Nguyệt lại có muội muội à. Thật không ngờ cô lại là muội muội của Thượng quan Thu Nguyệt. Ta cũng không thể ngờ. Nhưng mà ta đúng là một nữ nhân quý giá như vậy đó. Xin đại nhân rộng lượng, đừng chấp nhận với ta được không? Xin hỏi bằng hữu thuộc môn phái nào, và tại sao lại đi theo bổn tôn chứ không lộ diện? Ta Tây Sa Thái, Phong Thái Thái. Thái Thái cô nương. Nếu như cô nương đã tự tìm tới tận cửa, chạy đi. Ta sẽ làm chủ nhà tiếp đãi nồng hậu, giữ cô ở lại trong cốc làm khách. Xuân Hoa cô nương và Phong cô nương cùng ra ngoài rồi sao? Ừ. Không thể ngờ Xuân Hoa cô nương lại có thái độ thù địch với Phong cô nương như vậy. Huynh hiểu rõ cô ấy sao? Sao có thể được? Người hiểu Xuân Hoa cô nương nhất chắc chắn là thiếu trang chủ rồi. Hơn nữa thiếu trang chủ còn biết vết sẹo trên ngực cô ấy rất là... Đừng có nói lung tung. Là phu nhân của thiếu trang chủ thì phải là một người độ lượng và khoan dung mới được. Nhưng mà ở ngoài cửa ta nghe thấy thuộc giả giọng, khi mở cửa chỉ thấy mỗi Xuân Hoa cô nương thôi. Như vậy là sao chứ? Công tử, huynh hãy cân nhắc lại đi. Có lẽ Phong cô nương tiện đường muốn nói chuyện với Xuân Hoa cô nương, nhưng mà chúng ta cũng phải nhanh chóng suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì. Liên quan đến phu nhân tương lai của thiếu trang chủ sao? Đã lần ra dấu vết của Thượng quan Thu Nguyệt chưa? Khinh công của thuộc hạ không bằng hắn, cho nên không thể đuổi kịp. Truyền kỳ cốc. Loại vô dụng như người giữ lại không ít gì, chi bằng cho người chết muốn chạy à? Cô là muội muội của Thượng quan Thu Nguyệt, còn dây dưa mập mờ với Tiêu Bạch, thú vị đó. Cô và Tiêu Bạch có quan hệ gì? Ta là người thân của huynh ấy. Người thân? Tiêu Bạch rất coi trọng người thân lai lịch không rõ ràng như cô.
còn nói thần y cho cô ăn quả trường sinh. Là phu nhân của huynh đấy. Ta là phu nhân tương lai. Trước đây chúng ta đã có giao ước. Bởi vì huynh ấy cứu ta nên ta lấy thần báo đáp. Không phải ca ca cô cứu cô à? Cô và Phó Lâu có quan hệ gì? Nếu không có quan hệ gì, tại sao ông ta lại cứu cô? Chính ông đã cứu ta mà. Ca ca không đồng ý cho ta lấy tiêu bạch nên đã bỏ mặc ta. Nè, không lẽ ông cũng muốn ta lấy thần báo đáp sao? Hả? Đúng là ngươi đã ăn quả trường sinh, còn kéo theo bao nhiêu người khác liên lụy. Sắp xếp ổn thỏa, đừng thất lễ với khách quý. Dạ. Còn cô ta thì sao? Vô dụng, giết không đi. Được. Nếu ông giết cô ấy thì hãy giết ta trước đi. Công chủ, phu nhân mời người qua đó. Tại sao ngươi không nói sớm? Tạm thời giữ lại đi. Ta đúng là thánh mẫu mà. Phong cô nương, cô không những là tình địch của ta mà lúc nào cũng nghi ngờ ta, nhưng ta lại không nhẫn tâm nhìn cô. Làm sao bây giờ đây? Ai sẽ đến cứu chúng ta chứ? Hôm qua hoa phượng tiên bị gió thổi rụng, ta đã dặn Yên Hồng lấy một ít đem về làm sơn móng tay, vì ta thấy đẹp quá nên gọi chàng đến xem. Chỗ sơn còn lại đâu? Ta sơn cho nàng. Sao Tiểu Xuân Hoa lại bất cẩn như vậy chứ? Còn huynh sao lại bỏ mặt muội? Muội đã gọi huynh là ca ca trước mặt của Phó Lâu. Huynh vốn là ca ca của muội mà. Muội ngốc. Sau khi hắn biết chuyện, nhất định sẽ lợi dụng muội để đối phó với huynh. Nên đương nhiên ca ca không thể để cho hắn biết trong lòng huynh muội quan trọng ra sao. Ca ca cũng chỉ nghĩ cho sự an toàn của muội thôi. Mũi bị gãy tay rồi. Để ta xem. Đau, đau lắm. Mũi ngốc vẫn chưa gãy, trật khớp thôi. Ca ca chữa cho mũi. Ban đầu bỏ rơi mũi, bây giờ thì lại dùng thủ đoạn này để mua chuộc muội hả? Vậy Tiểu Xuân Hoa muốn huynh phải làm sao đi? Đợi khi muội khỏe rồi muội sẽ chọc huynh. Không cần đợi, ngay bây giờ cũng được.
Mùi xem, ca ca không chỉ để cho mùi đùa giỡn mà còn chữa lành vết thương cho mùi. Quỳnh, vừa rồi đã làm gì vậy? Tiểu Xuân Hoa muốn Quỳnh giận với mùi mà. Quỳnh sợ mùi hét lớn sẽ kéo người ngoài tới đây. Không may là cả hai tay Quỳnh đều không rảnh, nên chỉ có thể chữa cho mùi bằng cách này thôi. Ca ca mà, mùi sợ gì chứ? Tiểu Xuân Hoa, Tiêu Bạch có hay làm vậy với mùi không? Phải rồi, hắn là người tốt, là chính nhân quân tử, nên chắc chắn sẽ không làm gì mùi. Phải hỏi là mùi có trêu đùa Tiêu Bạch hay không. Phó Lâu đã nghĩ Tiêu Bạch là vì mùi nên mới xin quả trường sinh ở chỗ thần y. Ông ta nghĩ như vậy sao? Cũng tốt. Tốt gì mà tốt chứ. Được rồi, ca ca đi đây, mùi phải ngoan đó. À, đừng. Huynh không đưa mùi đi sao? Mùi nghĩ đây là nơi nào chứ? Bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt, sao có thể đưa người ra khỏi cốc được? Huynh lại bỏ mặc mùi nữa hả? Sao ca ca bỏ mặc mùi được? Muốn ra ngoài có gì khó đâu. Được, để ca ca nói cho mùi một cách. Mùi tới Hoa Hải tìm phu nhân của Phó Lâu, người đó có thể cứu mùi. Thật sao? Ca ca lừa mùi bao giờ chưa? Đúng rồi, quên mau. Người đẹp nhất phải sống ở nơi đẹp nhất. Cứu! Cứu mạng với! Cứu ta với! Phụ nhân! Phụ nhân! Cô nương, cô có sao không? Phó Lâu nhất định phải cưới được sư nương, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, đúng là danh bất hư truyền. Cô là? Ta chính là. Bẩm báo phu nhân, cô ta là khách của cốc chủ, không hiểu phép tắc, đụng vào phu nhân, thuộc hạ dẫn cô ta đi ngay. Hắn muốn giết ta. Cô nương đừng sợ, hắn không dám giết người đâu. Nhưng Phó Lâu muốn giết ta, may mắn lắm ta mới trốn thoát được đó. Phu quân sẽ không giết người đâu. Vậy hắn bắt ta đi làm gì? Phu nhân, ngươi đừng nghe cô ta nói linh tinh. Bạn cô ta thường gây phiền phức cho Truyền Kỳ Cốc. Cốc chủ chỉ là mời họ đến làm khách, muốn nói chuyện bình thường với họ. Ta biết mà, phu quân luôn là người tốt. Ngươi, hắn không nói sự thật, rõ ràng không phải như vậy. Phu nhân, bạn cô ta cũng là nữ nhi yếu đuối, bây giờ cô ấy vẫn đang bị nhốt ở trong ngục đó. Ta nghe nói phó cốc chủ vì muốn cưới người còn phạm phải tội giết sư phụ, ông ta còn để người sống ở đây. Người nói người không phận ông ta cũng được, sao người còn nói ông ta là người tốt chứ? Không liên quan tới phu quân, chàng là người tốt, chàng không sai. Phu nhân ạ. Im đi. Đợi một chút. Để cô ấy đi đi, còn cô nương đang ở trong ngục cũng thả luôn đi. Phu nhân,
là ta đã nói sai. Phó cốc chủ là một người tốt, vừa rồi là hiểu lầm. Người đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Nhưng mà phu nhân, bây giờ chúng tôi chỉ có thể nhờ người làm chủ thôi. Như vậy đi, người hãy chuẩn bị xe ngựa cho hai vị cô nương này và đưa họ đi đi. Phu nhân, nhưng có cần đợi cốc chủ về không? Giữ người như vậy còn ra thể thống gì nữa. Phu nhân, phu nhân, phong cảnh ở đây thật là đẹp, chắc chắn bên ngoài càng đẹp hơn nữa. Hay là ngựa ra ngoài ngắm với chúng tôi đi, tiện thể tiễn chúng tôi luôn, lỡ đâu bọn họ không buông tha. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên ta đến Truyền Kỳ Cốc, vẫn chưa hiểu biết về phu nhân mà. Ta đã hứa với phu quân không thể rời khỏi chỗ này. Vậy tiện chúng tôi lên ngựa cũng được mà. Cũng được. Không được. Ta chỉ tiễn bọn họ lên xe thôi. Ta không ra ngoài cốc được, ta thất lễ với cô rồi. Vậy thuộc hạ xin cáo lui trước. Đợi phu quân quay về, ta nhất định sẽ nói với chàng. Cô nương, cô tên là gì vậy? Ta là Xuân Qua, còn tên phu nhân? Xuân Qua. Ta là Du Ti. Du Ti phu nhân. Phó cốc chủ đối với người thật tốt. Phu quân đối xử với ta rất tốt. Lần này khiến hai vị cô nương chịu khổ rồi, xin đừng trách chàng. Phu nhân, chúng ta cũng nên... Tì tì. Phu quân, vừa đúng lúc ta tiễn hai cô nương này đi, sao chàng lại cố giữ khách vậy? Thật ra thì ta định tiễn bọn họ đi, nhưng có một vị cô nương không may đã bị thương, vì vậy ta giữ họ lại để dưỡng thương. Vậy thì tốt rồi, ta còn nghĩ là chàng làm khó người ta. Dạ đúng rồi, con người phó cốc chủ rất tốt, sao có thể làm khó chúng tôi được chứ, không có đâu. Vậy chúng tôi xin phép cáo lui trước nha. Lạnh như vậy nàng lại ra ngoài, cẩn thận cảm lạnh đó. Ta về thôi. Phu quân chàng đừng tức giận, chút nữa ta sẽ về. Ta thấy con ngựa này không dễ điều khiển, hay là chàng đưa họ đi đi. Không, không cần, không cần, không cần, chúng tôi tự đi được mà. Yên tâm đi, bọn họ tự đi được. Buồn cười quá, nếu để chồng bà đưa đi thì coi như chúng tôi tiêu đời luôn rồi. Ngựa à, sao ngươi không chịu đi vậy? Mau đi thôi, mau, mau đi, nhanh, nhanh lên. Phong cô nương, Phong cô nương, phải làm sao bây giờ đây? Sao lại ngồi dưới đất vậy? Ca ca ơi, con ngựa này không chịu chạy, Phong cô nương lại hôn mê bất tỉnh, muội thật sự không biết phải làm sao hết. Sợ cái gì? Không phải là muội vẫn đang sống tốt sao? Ca ca, muội xin huynh huynh cứu cô ấy đi mà. Lúc trước cô ta đã hại muội, muội còn muốn cứu cô ta. Nhưng cứ để như vậy cô ấy sẽ mất mạng luôn đó. Chết thì chết thôi, ở bên cạnh ca ca. Đi, ca ca dẫn muội đi chơi. Muội không đi, muốn đi thì huynh tự đi đi, muội muốn cứu cô ấy. Thái thái cô nương, thái thái cô nương, thái thái cô nương mau tỉnh lại đi nè, thái thái cô nương à. Ê...
Ca ca, muội xin huynh đó huynh mau cứu cô ấy đi. Đừng có nói là huynh đã làm gì cô ấy rồi nha. Muội nghĩ cái gì vậy? Cô ta đỡ một chưởng của phó lâu cũng không thể sống nổi. Muội đừng lo, không cần huynh ra tay đâu. Ca ca, nói ra thì cũng phải nhờ Tiểu Xuân qua. Nếu không thì huynh cũng không biết phó lâu lại có một phu nhân thiện lương như vậy. Đúng vậy, Du Ti phu nhân là một mỹ nhân tốt tính, chỉ là sức khỏe không tốt thôi. Nếu như vị phu nhân có sức khỏe yếu ớt đó phải lăn lộn giang hồ, huynh xem phó cốc chủ sẽ phải lo lắng tới mức nào đi. Tiểu Xuân qua, chuyện của Du Ti phu nhân không được nói với người khác. Giống như ca ca cũng không muốn người khác biết muội là muội của huynh. Huynh chỉ muốn bảo vệ cho muội tốt hơn thôi. Ca ca, tại sao lần nào muội gặp huynh, cơ thể của huynh cũng luôn lạnh như vậy chứ? Bởi vì ca ca lớn lên trong băng mà. Lúc nhỏ muội cũng vậy sao? Không phải, muội là do một tay ca ca nuôi lớn. Vậy mẫu thân chúng ta đâu? Mất rồi, bấy bị người của Phượng Minh Sơn Trang hại chết. Lúc mẫu thân lâm chung còn hét lên tên của chúng ta, muốn chúng ta báo thù cho mẫu thân. Thật sao? Xuân qua thu nguyệt, hà thời liễu. Bây giờ mùi mùi đã biết vì sao ca ca muốn lấy được tâm pháp Tiêu Gia rồi chứ? Viên thuốc này đưa cô ta uống đi, sau một canh giờ cô ta sẽ không sao nữa. Cảm ơn cô đã cứu ta. Đương nhiên cô phải cảm ơn ta rồi. Lúc ta ở Truy Kỳ Khốc đã luôn suy nghĩ biện pháp, khó khăn lắm chúng ta mới có thể trốn được. Nhưng mà cô cũng phải xin lỗi ta đó. Nếu không phải cô với phụ thân cô bắt trói ta thì làm sao có chuyện này được. Thật ra chuyện này là ta đã làm không đúng. Nhưng mà... Được rồi. May mắn ta là người tốt tính, không tính toán với cô, cũng để cho Tiểu Bạch bớt lo. Xung qua cô nương, việc gì ra việc đó. Chuyện ngày hôm nay có nhiều điểm đáng nghi ngờ, sao cô có thể... Quan hệ giữa phụ thân cô và phó lâu mới là vấn đề cần nghi ngờ đó. Ban đầu ông ta muốn giết ta, lúc sau lại muốn giao ta cho phó lâu. Tại sao ông ta lại muốn làm như vậy hả? Về chuyện này thái thái sẽ tự mình hỏi phụ thân cho rõ. Nếu phụ thân ta thật sự có kết với Truyền Kỳ Cốc, ta nhất định sẽ không vì tình riêng. Nhưng chuyện này cũng cần có chứng cứ xác thực nữa mà. Nếu không thì ta sẽ nghĩ là cô cố tình ly gián quan hệ của ta với Tiểu Bạch đó. Phong cô nương, Xuân qua cô nương, bình an trở về là được rồi. Đúng rồi, hai người đã đi đâu vậy? Ta và Phong cô nương có chút hiểu lầm nhau, cho nên là bọn ta ra ngoài giải tỏa, vừa đi vừa mãi mê nói chuyện với nhau nên là quên mất thời gian luôn. Nhưng mà bỏ qua hết hiểu lầm luôn rồi. Đúng không thái thái cô nương? Nhưng ta vẫn nghi ngờ thân phận của Xuân qua cô nương. Thiếu trang chủ. Sao cô lại... Xuân qua cô nương tính tình lanh lợi, về chuyện giả giọng có lẽ do cô ấy say rượu mà ra. Ta nghe nhầm rồi. Bây giờ tốt rồi, tháo gỡ hết hiểu lầm, đã làm Tiểu Bạch phải lo lắng cả ngày. Nếu có chuyện hiểu lầm thì nói rõ là được rồi. Tiểu Bạch ơi,